Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện kiếm lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Tập 45. Chương 441. Gần son thì đỏ. A. À. Thôi Sàm đứng lên, không cần làm động tác gì, toàn bộ cho bụi trên áo trắng bị chấn động mà rớt xuống bay xa. Kế tiếp, làm phiền ngươi đưa ta đi về hướng Đại Tùy. Sau đó ngươi trở về nơi này, kết thúc chuyện của Chi Lan Phủ, có thể thuận tiện dụ dỗ vị thủy thần ngoài thành kia. Lão nhân sắc mặt cổ quái. Thôi Sàm đi đến trước người lão nhân, cười ha ha nói, sao vậy, không quen để cho người ta cưỡi trên cổ à? Cái này có gì mà ngượng ngùng chứ, thời đại viễn cổ, thần nhân cưỡi rồng cũng không khác mấy so với hôm nay kẻ có tiền cưỡi ngựa cưỡi lừa, chuyện hết sức bình thường. Lão nhân mặc nho sam cười khổ, nhận mệnh nói, ta sẽ ở ngoài lầu chờ ngươi. Thôi Sàm gật gật đầu, bóng người lão nhân chợt lóe rồi biến mất. Trên không trung nơi đầu tường tòa châu thành này, đột nhiên gió nổi mây phun, mây mù giăng xuống, hầu như muốn chạm đến đỉnh mái thư lâu. Ngoài thành vị Giang Thủy chính thần hóa thành hình người, đứng ở bên bờ nước, ngửa đầu nhìn lại, tràn ngập kính sợ. Ba vị thần linh thành Hoàng Các và Văn Võ Song Miếu cũng như thế. Thôi Sàm nhún mũi chân một cái, bay tới ngoài cửa sổ tầng cao nhất, xuyên qua biển mây, dừng ở đỉnh đầu lão Giao, khoanh chân mà ngồi, lão Giao lắc lắc cái đuôi, cưỡi gió đi về phía trước. Một vị áo trắng thiếu niên mi tâm có nốt ruồi, như thần linh cưỡi thiên long trong truyền thuyết. Thôi Sàm mãn nguyện cười, nhắm mắt lại, hai tay bấm tay niệm chú, chính là đang luyện kiếm Lô Lập Thung chán đến chết kia. Gần son thì đỏ, bên kia cửa thành, Trần Bình An quay đầu nhìn lại, bầu trời biển mây quay cuồng. Bên người một trái một phải là hai đứa trẻ dáng vẻ thư đồng. Tiểu đồng áo xanh kia vừa đi ra khỏi cửa thành liền cảm thấy mình như mãnh hổ về núi giao long về biển, nghênh ngang nói, lão gia, tên kia cũng hung tàn quá ha. Tiểu cô nương váy hồng liếc mắt nhìn tử địch ăn nói bạt mạng, nàng mím chặt môi, đánh chết không nói lời nào. Trần Bình An đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên đầu tiểu đồng áo xanh, hắn là đệ tử của ta. Tiểu đồng áo xanh sợ tới mức nhanh chân chạy đi. Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước. Cái này có tính là gần mực thì đen không? Dọc theo đường đi rất ồn ào đến mức người chịu đựng giỏi như Trần Bình An cũng cảm thấy lỗ tai không được thanh tịnh. Cái này tất cả đều do công của tiểu đồng áo xanh còn lắm chuyện hơn so với Thôi Sàm kia. Một lớn hai nhỏ, trời vừa chớm đông đã kết bạn đồng hành được chừng nửa tuần, ba người chậm rãi hành tẩu dọc quan đạo tiêu điều rét lạnh. Tiểu đồng áo xanh lại bắt đầu quấn lấy Trần Bình An, đến nhà lão gia ở huyện Long Tuyền, có thể đừng xem ta như kẻ tạp dịch làm những chuyện như quét rác trải giường được không? Hơi mất mặt, nếu không cẩn thận để truyền về châu thành bên này, có thể sẽ thành trò cười cho bọn hắn suốt mấy trăm năm, sau này làm sao đại ca của bang yêu quái thủy quỷ đó nữa. Lão gia ngươi không biết, ta ở chỗ này, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhắc tới đại danh của ta, ai đều phải giơ ngón tay cái. Rất oách đó. Trần Bình An làm bộ nghe không thấy, bởi vì hắn biết chỉ cần nói tiếp thì sẽ là một trận tai ương. Tiểu đồng áo xanh tiếp tục tự nói, lão gia nếu không tin, lão gia có thể hỏi con bé ngốc nghếch kia, ngay cả quan to hiển quý trong châu thành cũng đều tôn thờ ta, đến cả vị vương gia dinh thự ở trong thành kia, cao giá hơn một chút, đối với ta chỉ có thể xem như khách khí, không đủ thân thiện. Nhưng mà quan hệ với huynh đệ của ta cũng không tệ lắm, thường xuyên vui vẻ cùng nhau. Lão gia ngươi cũng thật là, vì sao không thuận đường đến nhà của ta ngồi chơi? Thậm chí còn muốn ta không được tiếp đón ngài, bằng không không phải ta chém gió, ta chắc chắn sẽ vì ngài mà cử hành nghi thức long trọng chiêng trống động thiên, nước sông sôi trào. Thông qua những gì nói chuyện riêng với nữ đồng váy hồng, Trần Bình An cũng có hiểu biết sơ sơ về tính nết đại thủy xà này. Làm việc rất kích động, thường xuyên bị thủy thần đẩy ra gánh họa, có nhiều tai họa oanh động triều dã hoàng đình quốc, rõ ràng không liên quan đến nó, thủy thần dùng ngôn ngữ khích tướng vài câu. Thế là nó liền ngu ngốc gánh lấy, còn tự cảm thấy anh hùng khí khái, có một lần bị một vị thái thượng trưởng lão của linh vận phái đuổi giết, chạy trốn hơn 2.000 dặm. Khi trò chuyện đến khúc này, tiểu nha đầu vốn ngại ngùng đã hiếm hoi thổ lộ nội tâm, nói nếu cứ như vậy mà không trở lại thì tốt rồi. Trần Bình An thấy nó lại muốn thổi phồng công tích vĩ đại năm đó, thật sự không nhịn được phải mở miệng nói chen vào, ngươi thật sự không biết thủy thần kia xem ngươi là lá chắn hay sao? Hay là biết rồi nhưng không để tâm? Nữ đồng váy hồng vô cùng tán thành, vụng trộm gật đầu.
Tiểu Đồng áo xanh không dám nói cái gì cùng Trần Bình An, nhưng mà tinh mắt phát hiện động tác của Tiểu Mãng, cười lạnh nói, ngươi là một con quỷ nhỏ, biết cái gì nghĩa khí huynh đệ. Nói tới đây, nó ra sức mở lớn miệng, lộ ra răng nanh trắng nõn dày đặc, dương nanh múa vuốt nói với nữ đồng. Lại nói năng linh tinh phá hỏng hình tượng của ta ở trước mặt lão gia, ta sẽ tìm cơ hội ăn luôn ngươi, sau đó đi đại tiện ra ngươi. Nữ đồng váy hồng ánh mắt u oán, thầm nghĩ rõ ràng ta không có nói gì hết, ngươi chỉ biết ức hiếp kẻ hiền lành. Trần Bình An sóc sóc túi đeo lưng, tuy Thôi Sàm đã quay về thư viện kinh thành Đại Tùy, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, chẳng qua Trần Bình An biết ngoại trừ lo lắng, mình cũng không làm được cái gì. Trần Bình An nâng hai tay lên, hà một hơi, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, mùa đông tới rồi. Cũng không biết năm nay khi nào thì sẽ có tuyết rơi, tranh thủ trở lại trấn nhỏ trước khi qua năm mới. Nếu thật sự không kịp, trước hết bỏ qua chuyện tẩu thung, luyện tập kiếm lô lập thung là được, có thể cho Tiểu Đồng áo xanh kia biến ra chân thân thủy xà. Ố, hết sức lựa chọn những tuyến đường nơi rừng núi hoang vắng ít bóng người. Khối Trảm Long Đài nhỏ không biết Tề Tiên Sinh cắt từ chỗ nào kia, Trần Bình An đã để lại cho Lý Bảo Bình. Còn Siêu Sơn Đồ lão đạo nhân mù mắt tặng thì đưa cho Lâm Thủ Nhất. Nhưng thật ra gia sản của Trần Bình An vẫn còn không ít, chẳng qua không chiếm chỗ mà thôi. Hôm nay không cần chăm lo cho mấy đứa nhỏ học ở trường, chiếc sọt đeo lưng có vẻ hơi trống trống, lại khiến cho Trần Bình An thấy không được quen. Lúc ấy A Lương ở Kỳ Đôn Sơn, đánh cướp thổ địa ra Ngụy Bách một phen, cuối cùng Trần Bình An lấy được một hạt sen khô quắt héo rũ màu vàng. Là những gì còn sót lại sau khi mọi người đã chọn, đến nay không biết có lợi ích gì. Người tí hon hương khói sống trong kiếm gỗ hòe sau khi hiện thân tại Châu Thành, lại trốn tiệt không thấy bóng người. Làm Dương Sách Lục chúc cho ba người xong, còn lại một vài lát chúc vụn vặt, Trần Bình An cũng không có việc gì liền luyện tập khắc chữ, ghi lại danh ngôn lời dân mình cảm thấy đáng học. Có mấy quyển sách là lúc ấy Văn Thánh Lão Tiên Sinh tự tay chọn lựa cho hắn. Một cây bạch ngọc châm mình tự điêu khắc văn tự, Trần Bình An từng cài lên búi tóc khi ở kinh thành Đại Tùy, hôm nay lại tháo xuống, cất đi thật cẩn thận chân quý. Sau khi cùng Thôi Sàm rời khỏi kinh thành, từng nói thứ đáng giá nhất thật ra chính là hộp gỗ kia. Nhưng Trần Bình An lúc ấy cùng một lúc để lại cả ba cây châm cho Lý Bảo Bình, đối với điều này Trần Bình An đương nhiên có thể sẽ không cảm thấy tiếc của. Một cặp sơn thủy ấn, còn có khối ấn tĩnh tâm đắc ý ý nghĩa trọng đại kia. Còn mấy tờ giấy có viết phương thuốc của đạo trưởng họ Lục trẻ tuổi kia, vì có liên quan đến luyện chữ, Trần Bình An vẫn như cũ, sẽ thường lấy ra lật dở mà xem. Về phần khối kiếm phôi nhỏ trông giống như là nén bạc, nghe nói có liên quan với Tuệ Sơn Trung Thổ Thần Châu, sáng như tuyết một cách dị thường, ban đêm ánh sáng có thể soi thấy bóng người. Nhưng hôm nay trong sọt đeo lưng có vài thứ Trần Bình An thật không nghĩ tới. Chương 442, nếu Trần Bình An ở đây, 1. Trừ một phong thơ không biết Thôi Sàm viết xong bỏ vào sọt đeo lưng từ khi nào, còn có hai bức đối xuân, một bức chữ phúc. Thôi Sàm còn viết trong thư nói đây là một chút tâm ý của đệ tử, mong tiên sinh vui lòng nhận lấy, yên tâm, chỉ là chữ viết, không có tính kế gì. Lấy này có thể thấy được, Thôi Sàm chẳng những đã sớm nghĩ đến chuyện muốn quay về kinh thành Đại Tùy. Thậm chí ngay cả việc Trần Bình An hạ quyết tâm sẽ nhận hắn làm đồ đệ, đệ tử này cũng đã tính toán chuẩn xác. Đối với điều này Trần Bình An nghĩ lại mà thấy hơi sợ, chỉ là cũng không thể nói gì được nữa. Trừ những thứ đó ra, trong sọt đeo lưng còn có hai bộ bảng chữ mẫu, Thanh Sơn Lục Thủy Thiếp, nội dung viết cũng rất nho nhã, bảng chữ mẫu này viết có vẻ đường hoàng chín chắn, còn có một bức, cũng rất phù hợp tính cách hoang đường của Thôi Sàm, gọi là tiên sinh xin bỏ thêm chút dầu muối, tất cả đều là thầm oán Trần Bình An keo kiệt bủn xỉn. Chữ viết, Trần Bình An không thể miêu tả kỹ thuật viết ra sao, chỉ là cảm thấy chữ rất đẹp, cảnh đẹp ý vui, chỉ là nhìn bảng chữ mẫu, tựa như đứng ở ngõ Hành Vân Lưu Thủy. Dọc theo đường đi, Tiểu Đồng áo xanh tiếp tục nói liên miên không dứt, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Nữ đồng váy hồng thì ngoan ngoãn đi phía sau Trần Bình An, còn đeo trên lưng Dương Sách kia của Thôi Sàm. Mặc kệ Trần Bình An khuyên bảo như thế nào, tiểu nha đầu chính là chết sống không dám bỏ vật gì vào trong sọt đeo lưng của hắn. Trần Bình An suy nghĩ, nhớ tới nàng là hỏa mãng không biết sống mấy trăm năm, cũng không phải Lý Bảo Bình, có thể sẽ không thấy mệt. Vừa nghĩ đến điều này, thiếu niên chỉ hận không thể quay đầu tiến thêm một bước, có thể trực tiếp đi đến ngoài học thục của Tân Thư Viện Sơn Nhai.
hắn sẽ đứng ở góc tường, nhìn Lý Bảo Bình bọn họ vô cùng vui vẻ nghe tiên sinh giảng bài, không bị người ta ức hiếp. Sống rất khá, để cho Trần Bình An hắn biết cho dù mình không ở bên cạnh, bọn họ cũng sống những ngày rất tốt, còn tốt hơn trước. Trần Bình An hít sâu một hơi, bắt đầu yên lặng tẩu thung. Tân Thư Viện Sơn Nhai hôm nay đã trở thành đề tài câu chuyện của kinh thành Đại Tùy khi Trà Dư Tửu Hậu. Hầu như toàn bộ thế tộc hào phiệt đều đang bàn tán việc này, những kẻ đứng cách bờ nhìn lửa cháy cũng thấy rất thú vị. Đương nhiên mấy gia tộc thân ở bên trong phong ba tuyệt đối sẽ không cảm thấy thú vị. Ví dụ như Nam Khê Sở Gia, kinh thành Thượng Trụ Quốc Hàn Phủ, còn có Hoài Viễn Hầu Phủ. Các lão nhân những gia tộc này đều tâm trạng không tốt lắm, mỗi ngày khi vào chiều, trên mặt cả đám đều là mây đen dày đặc. Đại Tùy trọng văn không ép võ, nhưng quân nhân nơi triều giã cao thấp, rốt cuộc vẫn không nổi tiếng bằng văn nhân nhã sĩ. Quan văn của Đại Tùy thanh quý lại thế đại, gần đây trên triều đình rất náo nhiệt, ngự sử đài cùng những chức sắc trong lục khoa. Mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, chuyện học sinh thư viện đánh nhau ồn ả, lại thành ai về phe nấy, sử dụng ngôn ngữ không chút khách khí. Mấy vị binh vực kẻ yếu được Hàn lão Thượng Trụ Quốc, Hoài Viễn Hầu ra chống lưng, nói bọn học sinh ngoại hương ra tay tàn nhẫn, không có chút văn nhân phong nhã. Cũng công kích nhóm hoàng tử Công Khanh không biết cách quản giáo, mấy đứa nhỏ từ Long Tuyền Đại Ly đường xa mà đến cũng không sai, không thể bị người ta ức hiếp mà không đánh trả. Sau đó liền có người phản bác vế trước, như thế nào mà gọi là ức hiếp, người đọc sách tranh luận ngôn ngữ với nhau là điều hết sức bình thường, như thế nào lại lôi hai chữ ức hiếp ra tranh luận. Vì vậy nên trích dẫn kinh thư, từ từ tranh cãi luận bàn, nêu ví dụ trên lịch sử có mấy trận biện luận nổi tiếng, không thể thiếu vài câu phong thái thanh đàm của Nam Giản Quốc được tôn sùng, người sau cũng không muốn chịu thua, đối chọi gay gắt, nhất nhất bác bỏ. Chuyện này khiến vô số người chú ý tới phong ba kinh thành, khởi đầu từ tranh chấp của bốn đứa nhỏ trong học xá của thư viện, sau lại một tiểu cô nương ngoại hương tên là Lý Bảo Bình. Cầm trong tay vũ khí sắc bén đả thương người khác, trong đó đứa nhỏ bị đánh là con trai bảo bối của Hoài Viễn Hầu gia, mà Hoài Viễn Hầu với Nam Khê Sở gia là thân gia. Đích trưởng tôn của Sở gia là nhân tài kiệt xuất của thư viện lần này, 16 tuổi, đã được người ta xưng tụng là thần đồng, là người được Đại Tùy công nhận là có chí khí của quân tử. Vị này sau khi lớn lên không phụ mong đợi là trưởng tôn của Sở thị, nghe nói trước nay chưa từng lộ diện, nhưng mà hai người bạn cùng học nơi thư viện của hắn. Cháu nội của Hàn lão Thượng Trụ Quốc, cùng với một người trẻ tuổi từ hoa tộc địa phương màu mỡ của Đại Tùy, đi tìm tiểu cô nương kiếm chuyện, đương nhiên có thể không động thủ. Nhưng đích thực là có nói năng lỗ mãng, đúng dịp gặp chúng lâm thủ nhất đồng hương của tiểu cô nương, nói qua nói lại, liền cuộn tay áo lên đánh một trận tơi bời. Hai người nào phải là đối thủ so với đệ tử đắc ý của đại nho Đồng Tĩnh, bị đánh cho tè ra quần, thê thảm vô cùng, lúc này trưởng tôn Sở thị cũng được coi là tu đạo Mỹ Ngọc. Không thể ngồi yên không quan tâm, đi tìm lâm thủ nhất, trận này đánh nhau vô cùng phấn khích, một người lấy pháp khí Vân Lôi Cầm tổ truyền. Lấy tia chớp sưu tập từ luyện khí sĩ hàng đầu, dùng dây đàn luyện chế từ bí pháp, mỗi khi đánh đàn, tiếng sấm cuồn cuộn, khí thế phi phàm. Còn thiếu niên ngoại hương lâm thủ nhất thanh danh đã nổi khắp kinh thành Đại Tùy, biểu hiện cũng không tầm thường, một tay ngũ lôi chính pháp của hạo nhiên chính đại, cùng là tu vi tam cảnh. Cho dù đối diện là thanh niên tuấn ngạn Sở thị có được pháp khí thượng phẩm, tuy hơi có vẻ hạ phong, nhưng vẫn như cũ đánh rất có kết cấu, đánh một trận khiến mọi người kinh hãi. Nghe nói trận đấu pháp tranh giành khí phách này, thậm chí đã kinh động đại nho Đồng Tĩnh cùng một đám lão phu tử nghe tin mà chạy đến. Xa xa đứng xem cuộc chiến, vừa xem náo nhiệt vừa phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Kết quả cuối cùng là Sở thị trưởng tôn không ngại làm đứt một dây đàn lôi điện, lâm thủ nhất bị vết thương nhẹ đầy người, không nặng, chỉ bị da chóc thịt bong, cũng đủ đau khổ. Thật ra bên trong thư viện cũng có phân chia trận doanh, vào lúc hoàng đế bệ hạ đích thân tới thư viện. Tuy vẫn chưa tận mắt nhìn thấy trận đánh lớn như vậy, nhưng mà ban thưởng trọng vật cho người ngoại hương này. Sau đó nhóm phu tử tiên sinh thư viện rõ ràng cực kỳ chú ý việc học của những người đó, cái này tự nhiên sẽ làm học sinh bản thổ Đại Tùy trong lòng cảm thấy uất nghẹn. Mà đệ tử lúc trước đi theo phó sơn chủ Mao Tiểu Đông di chuyển từ thư viện cũ của Đại Ly mà đến, có lẽ là trong kiếp. Sống học sinh cầu học sống nơi dị quốc tha hương cũng chịu không ít uất ức, cho nên trừ vài người đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số không chút do dự đứng về phe lâm thủ nhất Lý Bảo Bình. Kể từ đó, thư viện Sơn Nhai liền chia thành hai trận doanh lớn, mỗi bên đều có kẻ địch chung. Trong thư viện tràn ngập bầu không khí căng thẳng dương cung bạt kiếm. Nhưng mà rất kỳ lạ,
Nhóm phu tử tiên sinh đối với điều này làm như mắt không thấy tai không nghe, khiến cho bầu không khí còn lan tràn rộng lớn hơn nữa. Vào thời khắc mấu chốt này lại có người đứng dậy, lửa cháy đổ thêm dầu. Các bạn đang nghe chuyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 443, nếu Trần Bình An ở đây, 2. Chính là con trai của đại tướng quân Phan Mậu Trinh, vốn là một thiếu niên quái gở không giao tiếp với ai, tìm tới Lâm Thủ Nhất lúc này đã khỏi hẳn. Liều mạng bị người sau một tay dùng lôi pháp đập trúng, một quyền đánh cho Lâm Thủ Nhất bay ngược ra ngoài, lần này thật sự làm Lâm Thủ Nhất bị thương nặng. Nôn ra máu không ngừng, thật vất vả mới dãy dụa đứng dậy, lại bị thiếu niên họ Phan một quyền đánh trúng đầu, té rớt xuống đất như diều đứt dây. Con cháu nòng cốt của đại tùy tướng quân ra tay quả quyết như sa trường hãn tốt, còn không quên nhổ một bãi nước miếng lên trên người Lâm Thủ Nhất. Nhóm tiên sinh dạy học của Tân Thư Viện Sơn Nhai lúc này mới bắt đầu nhúng tay vào, không cho phép bất luận kẻ nào lén lút ẩu đả. Nhưng mà Tạ Tạ, cô gái có cái tên cổ quái, cô nương ngăm đen dung mạo tầm thường ít cười ít nói. Thậm chí còn chưa đi thăm Lâm Thủ Nhất đã ngay hôm đó trực tiếp đi tìm thiếu niên họ Phan, đánh cho người sau thất khiếu đổ máu, chỉ có thể nhanh chân chạy trốn. Nếu không có một vị phu tử vội vàng ra tay, ngăn cản cô gái truy kích, chỉ sợ thiếu niên vốn tinh thông võ đạo đã bị biến thành một con ma ốm. Rốt cuộc trò khôi hài càng ngày càng nghiêm trọng này, sau khi một đệ tử thư viện xuất hiện, cuối cùng cũng có dấu hiệu thu quan. Người đệ tử thư viện này là một nhân vật truyền kỳ, xuất thân Hàn tộc, mới hơn 20 tuổi đã được công nhận có đủ học thức để đảm nhiệm trợ giáo cho thư viện. Lúc trước hắn rời khỏi Đại Tùy, chính là đi về phía Quan Hồ Thư Viện, thông qua cộng đồng khảo hạch gồm quân tử nổi danh một châu, đạt được danh hiệu hiền tài nho gia chính thức, lần này quay về Đại Tùy, có thể nói thắng lợi trở về, áo gấm về làng. Triều đình Đại Tùy đặc biệt phái lễ bộ hữu thị lang ra khỏi thành 10 dặm, tự mình nghênh hồi hiền tài nho gia tuổi còn trẻ này, càng làm cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Hoàng đế bệ hạ để cho một vị đại điêu tự trong cung tặng một bộ văn phòng tứ bảo giá trị liên thành cho vị lương đống triều đình tương lai Đại Tùy để thể hiện khen ngợi và khuyến khích. Cho nên học sinh thư viện tên Lý Trường Anh này, mang theo thân phận hiền tài cùng thưởng vật hoàng đế Đại Tùy ngự ban đi vào Đông Hoa Sơn. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi lên núi vào thư viện chính là tìm Lý Hoè xin lỗi. Sau đó là thăm Lâm Thủ Nhất đang dưỡng bệnh trên giường, cuối cùng là đứng ở trước mặt cô gái Tạ Tạ, nói hai bên không được hành động theo cảm tình, dù gì thì thư viện Sơn Nhai cũng là nơi để học. Sau khi Lý Trường Anh rời khỏi, Tạ Tạ từ đầu tới đuôi không nói được một lời. Hoàng đế Đại Tùy cũng không lấy phải nổi danh một châu vì là vị quân chủ cần chính, đại để mà nói, thanh danh không nổi trội, không hùng tài vĩ lược bằng Hoàng đế Đại Ly, không văn thải phong lưu bằng quân vương Nam Giản Quốc, thậm chí không nổi tiếng bằng Lô Thị Hoàng đế đã vong quốc. Nhưng Đông Bảo Bình Châu luôn luôn là phía Nam dồi dào, phương Bắc hoang vắng. Đại Tùy ở phương Bắc xem như riêng một ngọn cờ, đến ngay cả quyền quý Nam Giản Quốc đều bằng lòng thường xuyên lui tới, đệ tử Cao Thị Đại Tùy cũng là khách quen của thư viện Quan Hồ. Sau khi lâm triều xong, Hoàng đế Đại Tùy hầu như rất ít khi kêu các quan lớn bên trong lục bộ ở lại mời dự họp tiểu triều ở Dưỡng Tâm Trai, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Nhưng phần đông tướng sĩ công khanh bên trong lễ bộ thượng thư đều biết rõ trong lòng, xem ra cơn phong ba thư viện kia đã đến mức chính hoàng đế bệ hạ phải tự mình hỏi tới. Cho nên lão nhân thấp bé kiêm nhiệm sơn chủ thư viện kia trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Vị thiên quan đại nhân đứng hàng đệ nhất trong lục bộ nha môn này và hảo hữu nơi triều đình dắt tay nhau mà đi, trên mặt không thấy thần sắc kích động gì. Lễ bộ thượng thư dáng người thấp bé nhưng quyền cao chức trọng có thể định liệu được trước, nhưng mà Hàn lão trụ quốc nằm bên trong vài vị đương sự, sắc mặt cũng không có gì tốt đẹp. Tiểu triều hội diễn ra không lạnh không nóng, thậm chí còn không sôi nổi bằng hai chậu than nhỏ rực cháy đỏ lửa trong phòng, nhưng hoàng đế bệ hạ nêu ra một ít công việc đại triều hội chưa được quyết định. Hâm lại cơm nguội mà thôi, các vị đang ngồi tu hành ở quan trường hơn nửa đời người, mọi người đã sớm quen thuộc với những sự vụ triều chính tầm thường này. Nhanh chóng theo thứ tự thông qua quyết nghị, tin tưởng rất nhanh thôi tin tức sẽ nhanh chóng từ kinh thành truyền đạt đến địa phương. Đợi cho đại sự đã định đoạt xong, hoàng đế bệ hạ uống chén canh hạt sen còn ấm, mọi người đều tinh thần phấn chấn lên, biết vở kịch quan trọng nhất cuối cùng cũng tới rồi. Hoàng đế bệ hạ đặt chén xuống, nhìn quanh bốn phía, cười nói, thế nào, các vị ái khanh đều đang chờ xem trò cười của quả nhân. Hàn lão trụ quốc tuy tuổi tác đã cao,
nhưng càng già càng dẻo dai, tinh thần quắc thước như xưa, ngồi ngay ngắn trên ghế, không giận tự uy, nhưng mà lúc này cũng có chút khó xử. Còn Hoài Viễn Hầu ra tầm chừng 30 tuổi lại càng ngồi không yên trên ghế, những hậu nhân đại tùy công huân công hầu thừa kế tước vị giống hắn, tình hình chung đều lánh xa dần tầm nhìn của triều đình, trừ những hạng mục công việc trọng đại, cực ít chủ động tham gia lâm triều. Đây là quy củ quan trường ước định mà thành, nhưng mà hôm nay mấy vị đại lão nơi Hàn lão trụ quốc đều tốt bụng truyền tin cho hắn, nói hắn tốt nhất tham gia lâm triều hôm nay, đỡ phải đến lúc đó xảy ra chuyện gì lại không có cơ hội biện hộ giải bày. Hoàng đế đại tùy nhìn thấy vài đại thần đồng loạt muốn đứng dậy thỉnh tội, cười đưa tay hạ xuống ngăn mọi người lại, không cần đứng dậy, ngồi nói chuyện là được, quả nhân hôm nay không phải khởi binh vấn tội, chỉ là muốn biết một ít chuyện nghe như tin đồn bậy. Các ngươi không biết, kể cả Huyên Nhi, gần đây mỗi ngày đều chỉ biết tám chuyện trong phòng khuyến học, còn việc học rối tinh rối mù, làm hại tổng sư phụ của bọn họ oán giận không thôi, tức giận đến muốn đưa thẳng bọn họ tới thư viện Sơn Nhai đọc sách cho xong. Lễ bộ thượng thư vóc dáng nhỏ nhất cũng là chức quan cao nhất chậm rãi đứng dậy, kể sợ lược lại những gì đã xảy ra, kể rất công bằng không thiên vị ai. Đại tùy hoàng đế cười hỏi, là Mao lão đích thân mở miệng, nói không quan tâm việc lũ nhỏ đùa giỡn. Lễ bộ thượng thư gật đầu nói, quả là như thế. Đại tùy hoàng đế ừ một tiếng, quả nhân đã biết. Sau đó ông liền lâm vào trầm tư. Trên thực tế trọng thần đại tùy đang ngồi, không có người nào ngây thơ đến mức nghĩ hoàng đế bệ hạ thật sự cái gì cũng không biết rõ, thực sự cho rằng điệp báo đại tùy chỉ ngồi không. Chỉ mỗi ứng phó với tử sĩ gián điệp đại ly cài cắm vào, hộ bộ đại tùy hàng năm đã bí mật chi tiêu nhiều tiền như nước chảy, chỉ là không có tiếng vang mà thôi. Trên thực tế nếu lúc ấy hoàng đế Lô Thị nghe theo lời khuyên bảo của đại tùy, chẳng phải tự phụ, tin tưởng điệp báo do đại tùy cung cấp, sớm có chuẩn bị, mặc dù Giang Sơn Lô Thị bị diệt, kết cục không thể thay đổi, nhưng mà tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Nhanh đến toàn bộ quan văn nho nhã đại tùy đều không nhịn được chửi ầm lên con mẹ nó, trong triều đình Lô Thị toàn là phường giá áo túi cơm. Quan văn còn như thế, càng miễn bàn tới võ tướng đại tùy. Chương 444, nếu Trần Bình An ở đây, à. Hoàng đế đại tùy chậm rãi lấy lại tinh thần, cười nói với mấy người bên Hàn lão trụ quốc, cứ như vậy đi, dừng ở đây. Đám con nít cãi nhau ầm ĩ, cho dù không có ý gì xấu, nhưng mà vẫn phải có chừng mực. Nửa câu đầu nói của đại tùy hoàng đế, thật ra không có gì khác biệt so với những lời trước kia của Mao Tiểu Đông tại Phu Tử Viện. Sau đó tiểu triều hội cứ như vậy mà giải tán. Hoàng đế đại tùy giữ lại một mình lễ bộ thượng thư. Lão nhân thấp bé nhìn thấy vị quân chủ này đứng lên, đi hướng tới bên chậu than ngồi xổm xuống. Tự mình cầm lấy kìm sắt khơi thêm lửa than, hoạn quan thủ ở ngoài cửa cũng không làm dùng, lão nhân cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hoàng đế đại tùy buông, kìm sắt nhỏ ra, đưa tay đặt ở phía trên lửa than, nhẹ giọng nói, xem nhiều sách sử. Áp lực ngoại trừ đến từ cường địch nước láng giềng không chết không thôi, còn có người một nhà dương lá cờ trung quân ái dân mà đánh lẫn nhau. Hầu kết thiên quan đại nhân khẽ giật, trên trán có mồ hôi chảy ra. Hoàng đế đại tùy tự giễu cười, xoay người vẫy vẫy tay với lão nhân, lễ bộ thượng thư vội vàng chạy chậm tới, hơi ngượng ngùng khi ngồi cùng hoàng đế. Hoàng đế đại tùy cười hỏi, vì sao đại ly vội vàng nam hạ như thế? Ban đầu thư viện quan hồ giữ thái độ mơ hồ, không muốn đưa ra câu nói rõ ràng, hôm nay ngược lại còn sốt ruột hơn so với chúng ta, người trẻ tuổi tên Lý Trường Anh kia. Danh hiệu hiền tài của hắn, trước kia thư viện vẫn cố ý kéo dài không ban cho, nghe nói sau đó trong thư viện quan hồ, còn có cả tin đồn sẽ trực tiếp ban cho Lý Trường Anh thân phận quân tử. Ngươi nói coi có buồn cười không? Câu hỏi này có đánh chết cũng không thể tùy tiện trả lời. Thấp bé lão nhân càng co quắp hơn. Hoàng đế hỏi, nếu là đổi thành đám người Mã Thượng Thư, bất luận là ai cũng sẽ không nơm nớp lo sợ giống như ngươi. Thắt lưng bọn họ đều cứng rắn thật sự, vậy ngươi có biết vì sao cuối cùng là ngươi, mà không là bọn họ, được đảm nhiệm sơn chủ thư viện Sơn Nhai không? Lão nhân thấp bé nhẹ giọng nói, bởi vì thần không có văn nhân khí nhất, đảm nhiệm sơn chủ tân thư viện, bệ hạ không cần lo lắng Mao Tiểu Đông có suy nghĩ xấu xí gì. Hoàng đế nhắc nhở, gọi là Mao lão. Thấp bé lão nhân sợ hãi nói, đúng đúng đúng, là Mao lão. Hoàng đế gật đầu, lẩm bẩm, đại ly tôn trọng Tề tiên sinh cỡ nào, quả nhân thậm chí có thể cũng kính trọng Mao lão ngang như vậy. Đây là khác nhau lớn nhất giữa quả nhân và đại ly Tống thị mọi rợ kia.
lão nhân thấp bé đang muốn nói gì. Hoàng đế đã cười lắc đầu, nhưng mà tác dụng không lớn. Vị lễ bộ thượng thư này đã hoàn toàn hoảng loạn tâm thần. Trên thực tế, hoàng đế bệ hạ rất ít khi nói như thế với thần tử. Trừ một lần vào 10 năm trước, lão nhân ngoài dự đoán của mọi người đảm nhiệm thiên quan của Đại Tùy, đây là lần thứ hai. Hoàng đế bệ hạ cảm khái nói, văn nhân khí khái, các ngươi những người đọc sách đương nhiên đều có, nhưng chỉ có văn nhân khí khái, lấy đạo đức thống trị triều chính. Chưa chắn hữu ích với Giang Sơn xã Tắc A. Lão nhân không dám tiếp tục im lặng nữa, chỉ đành căng ra đầu, khô khốc hồi đáp, bệ hạ anh minh. Đại Tùy hoàng đế quay đầu cười nói, ngươi a, cái gì cũng rất tốt, chỉ là quá cẩn thận chặt chẽ. Về sau đừng làm những chuyện tự hủy hoại thanh danh, đám con trai con gái của ngươi phẩm hạnh ra sao, quả nhân lại không biết ư. Nào dám làm ra những hành vi như ngầm chiếm ruộng tốt của dân chúng. Nhất là con trai út kia của ngươi, hạt giống đọc sách tốt biết mấy, không nói ba vị trí đầu bảng khoa thi này là vật trong bàn tay, thi đỗ tiến sĩ trong khoa cử. Cũng còn được, vì sao ngươi cứ nhất định phải trấn áp hắn? Lão nhân môi run run, cuối cùng cắn răng một cái, đứng lên rồi lại quỳ xuống, nức nở nói, thần chỉ có thể lấy thủ đoạn vụng về này để phân ưu vì bệ hạ. Hoàng đế Đại Tùy nâng lão nhân đứng dậy, ôn hòa nói, trên triều đình, rất nhiều người đều nói ngươi chỉ là một lão già ba phải hay đùa. Nhưng mà quả nhân cảm thấy thần tử như ngươi mới là giường cột thật sự không thể thiếu của Đại Tùy. Lão nhân nhất thời rơi lệ đầy mặt, chỉ cảm thấy tủi thân và uất ức hơn 10 năm qua trở thành hư không, thế là lại quỳ xuống, thần có tài đức gì, thẹn với tín nhiệm của bệ hạ. Hoàng đế Đại Tùy nhẹ nhàng đạp lão nhân một cước, bật cười nói, đường đường lễ bộ thượng thư, còn chơi xỏ lá. Mau đứng lên, không ra sao cả. Lão nhân thấp bé lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng lau lung tung mặt mình, để cho bệ hạ chê cười rồi. Hoàng đế ngồi lại chỗ cũ, phất tay, trở về đi. Lão nhân thấp bé khom người cáo lui. Hoàng đế rút quyển nho ra kinh điển từ một chồng sách nhỏ, lật lật từng trang, cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi, nghe nói thế gian có rất nhiều gió cổ quái, trong đó có một loại tên là gió lật sách. Tiếng nói hoàng đế rất nhỏ, nhưng mà hoạn quan cao lớn xa xa ngoài cửa vẫn hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, quả thật như thế, cơn gió nhẹ này bắt nguồn từ nơi nào cũng không ai tra được. Chỉ biết là nó yêu thích lật xem thư tịch, bất luận sách vở cũ mới ra sao, gió này đều yếu ớt đến cực điểm, tu sĩ tầm thường cũng không thể điều tra. Nếu được người ta dẫn đường, sau khi hấp thu trong cơ thể, gió này sẽ chậm rãi lưu động giữa ngũ tạng lục phủ, nếu thường xuyên mở sách đọc sách, sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Hoàng đế ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, tốt như vậy sao? Vậy Đại Tùy chúng ta có hay không? Lão hoạn quan tóc và lông mi trắng xóa lắc đầu nói, gió lật sách xưa nay chỉ Nho Gia Học Cung thư viện mới có, nơi khác đều không có. Cho dù là đạo giáo tông môn, hoặc là Phong Tuyết Miếu chân võ sơn những thánh địa kiểu này, cũng không tìm thấy một tia một luồng. Hoàng đế cảm thán nói, thiên địa tạo hóa huyền diệu như thế. Chỉ tiếc quả nhân là một hoàng đế a. Lão hoạn quan mỉm cười nói, đây là bất hạnh của một mình bệ hạ, cũng là vạn hạnh của dân chúng Đại Tùy. Nam nhân mặc long bào thoải mái cười to, mặt rồng cực kỳ vui vẻ. Hoàng đế buông quyển sách, đột nhiên hỏi hoạn quan ngoài cửa, có cần để Cao Huyên đi thư viện Sơn Nhai học tập hay không? Lão hoạn quan cũng không chút do dự, lắc đầu nói, lần trước đi Ly Châu Động Thiên, tuy hung hiểm, nhưng thu hoạch cực phong phú. Điện hạ hầu như được xem như một mình độc chiếm hai phần cơ duyên thiên đại, chuyện học ở trường đã không còn quan trọng. Huống chi điện hạ nếu dám can đảm đáp ứng việc này, theo lão nô cùng nhau đi tới vùng địch quốc Đại Ly, cái này vốn là một phần cơ duyên đại đạo rất lớn. Hoàng đế gật gật đầu, thổn, thức, nếu nói như thế, Huyên Nhi may mắn hơn so với quả nhân a. Nhưng mà hoàng đế day day huyệt thái dương, đau đầu nói, nhưng mà Trần Nhi lại là không gặp một hồi tai bay vạ gió. Mẫu hậu hắn thật vất vả khuyên bảo hắn đi tới vùng đất Phong Vương, một chuyện tốt rất đáng vui mừng, kết quả Cao Huyên này. Ở Ly Châu Động Thiên tự xưng Cao Trần, làm hại bị cô gái kẻ thù đúng dịp qua đường, mang theo mấy vị kiếm tiên châu khác, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tìm được Trần Nhi, tuy nói sau này nàng ta phát hiện nhận sai người, đã nhanh chóng xin lỗi bỏ đi, nhưng mà Trần Nhi từ nhỏ đã tính tình yếu đuối, bị dọa sợ một phen. Đây là sai lầm của lão nô. Sớm biết như thế, lúc ấy ở ngõ nhỏ trong Ly Châu Động Thiên, không nên xúc động như vậy. Hoạn quan cao lớn hơi khom người, vẻ mặt áy náy. Đại Tùy hoàng đế khoát tay nói, không liên quan tới ngươi, không cần suy nghĩ nhiều. Đúng rồi,
thân phận thật sự của cô gái kia có điều tra ra được không? Hoạn quan lắc đầu nói, có, chỉ biết là người ở bên đảo Huyền Sơn, không chừng có liên quan đến kiếm khí trường thành kia, hiện tại khó giải quyết. Đại Tùy Hoàng đế giận dữ nói, không tra ra được cũng rất bình thường, dù sao không cùng một đại châu với đám kiếm tu phương Bắc kia. Một khi dính líu tới đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí trường thành, sẽ càng giữ kín như bưng, hai địa phương đó luôn luôn là chỗ tối kỵ của chúng ta trong tòa thiên hạ này. Hoàng đế Đại Tùy cuối cùng bất đắc dĩ nói, thiên hạ lớn thế nào, mấu chốt là cũng không phải chỉ có một thiên hạ. Các bạn đang nghe chuyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 445, nếu Trần Bình An ở đây, 4. Lâm Thủ Nhất hôm nay một mình ở một học xá, còn lại những bạn cùng phòng xuất thân Đại Tùy đều đã dọn đi nơi khác. Hôm nay, học xá vốn yên tĩnh trở nên có chút náo nhiệt. Lâm Thủ Nhất tựa vào gối đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Bảo Bình ôm thanh đao hẹp tường phủ, nghiêm mặt ngồi ở đầu giường. Lý Hoè đứng ở nơi xa hơn một chút địa, bộ dạng đáng thương vẻ mặt muốn khóc nhưng không dám khóc. Đứa nhỏ này cố lấy dũng khí, đi ra vài bước về phía trước, nói, hay là ta đi xin lỗi ba người kia. Cả thư viện đều nói Lý Trường Anh kia là hiền tài nho gia, ngay cả Hoàng đế Đại Tùy cũng rất coi trọng, nhưng cũng nói hắn là thần tiên trung ngũ cảnh, chúng ta đánh không lại hắn. Lý Bảo Bình như là mèo hoang nhỏ bị đạp trúng cái đuôi, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hoè, phẫn nộ nói, xin lỗi cái gì? Lý Hoè, ngươi đọc sách kiểu gì vậy? Nếu tiên sinh và tiểu sư thúc ở chỗ này, cũng bị ngươi chọc tức chết. Lý Hoè sợ đến giật cả mình, nhưng lần này không trốn đi khóc một mình, mà là căng cổ họng lên nghẹn ngào nói, tất cả đều tại ta, mới làm hại Lâm Thủ Nhất bị thương, ta biết chuyện này không thể để yên, ta không sợ bị người ta đánh chết. Nhưng mà Lý Bảo Bình ngươi, làm sao bây giờ, nếu Trần Bình An biết ngươi vì ta mà bị thương, hắn nhất định sẽ hận chết của ta, chắc chắn cả đời này hắn cũng sẽ không để ý đến ta. Lý Hoè rốt cuộc cất tiếng khóc lớn hẳn lên, cho dù đưa tay lau như thế nào cũng không ngăn lại được dòng nước mắt. Khi Lý Bảo Bình nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Lý Hoè, mấy lời tức giận đã chạy tới mép miệng bị nàng nuốt vào bụng, dầu dĩ không vui nói, Lý Hoè, chuyện này ngươi không sai, ngươi không cần phải xin lỗi, ngươi yên tâm, cho dù ta chịu thiệt thòi, tiểu sư thúc sẽ không trách ngươi. Nói tới đây, Lý Bảo Bình ánh mắt kiên nghị nhìn phía Lý Hoè, bởi vì nếu tiểu sư thúc ở nơi này, cũng sẽ nói với ngươi, Lý Hoè, ngươi làm đúng mà. Vừa nói vừa nhớ đến Trần Bình An, Lý Hoè lại càng thêm đau khổ, ngồi ở trên đất gào khóc, khóc không thành tiếng mà nói, thư viện đều là người xấu. Nếu Trần Bình An ở đây, nhất định sẽ không để cho Lâm Thủ Nhất bị thương, cũng không để cho Lý Bảo Bình ngươi bị người ta mắng. Lâm Thủ Nhất cả người đầy mùi thảo dược khe khẽ thở dài, không mở mắt, chỉ là lộ ra nụ cười khổ. Lâm Thủ Nhất biết, chuyện này sau lưng chắc chắn có người đang trợ giúp, hắn không nghĩ ra những dương mưu trên triều đình. Âm mưu gia tộc phía sau màn, nhưng mà nếu Trần Bình An thật sự ở lại thư viện, khả năng sự tình sẽ còn huyên náo hơn nữa. Nhưng mà cho dù là như vậy, ít nhất ba người trong phòng tuyệt đối sẽ không mờ mịt như vậy, như là thiếu người tâm phúc. Làm cái gì hình như đều không đúng, bởi vì làm cái gì đều cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Bọn họ đã quen những ngày tháng có Trần Bình An ở bên cạnh. Mấy ngày nay Lâm Thủ Nhất nằm ở trên giường bệnh, suy nghĩ rất nhiều sự tình. Lâm Thủ Nhất cho tới bây giờ mới hiểu rõ ràng nhiều lựa chọn kinh tâm động phách như vậy, ví dụ như Kỳ Đôn Sơn, ví dụ như nữ quỷ áo cưới, ví dụ như đối mặt ám sát của Chu Lộc. Trọng trách Trần Bình An gánh trên vai nặng nề ra sao, cũng hiểu rõ những quyết định nhìn như không đến nơi đến chốn, ví dụ như hôm nay ai sẽ nhóm lửa nấu cơm, ai sẽ gác đêm, nên chọn lựa tuyến đường như thế nào, phong cảnh danh thắng nào chúng ta phải đi coi trộm một chút, vân vân và vân vân, lại rườm rà phiền toái ra sao. Một tiếng nói trêu chọc vang lên ở cửa, ui chà, Lý Hoè, Lý đại tướng quân của chúng ta khóc thương tâm như vậy à. Lâm Thủ Nhất mở mắt nhìn lại, cười nói, ngươi đã đến rồi à. Sau khi Lý Bảo Bình nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, vẻ mặt bối rối. Lý Hoè quay đầu, kinh ngạc nhìn cô gái ngăm đen dáng người thon thả, khụt khịt mũi, tiếp tục cúi đầu nức nở. Tạ Tạ nghiêng người tựa vào cửa phòng, đánh không lại thì chịu đựng đi, nhiều chuyện. Lý Bảo Bình muốn nói lại thôi. Tạ Tạ thở dài, chịu thôi, cho dù ngươi mang tường phù đao cho ta mượn, ta cũng không đánh lại ngụy quân tử tên Lý Trường Anh kia.
Nói tới đây, cô có chút bất đắc dĩ, nếu không, có Khốn Long Binh âm hiểm độc ác, giam cầm đại bộ phận tu vi của cô, Tạ Linh Việt cô sẽ không phải chịu cảnh bó tay bó chân như vậy. Tạ Tạ đột nhiên quay đầu đi, có chút kinh ngạc. Khách không mời mà đến kia chậm rãi đi tới, hai tay nhét trong tay áo, thiếu niên cao lớn cười tủm tỉm đứng ở cửa, nhìn một lượt cô gái Tạ Tạ đang đứng bên cạnh, Lý Huệ đang ngồi xổm, Lý Bảo Bình đang ngồi, Lâm Thủ Nhất đang nằm, lúc này mới dịu dàng cười hỏi, đừng trách ta khoan thai đến muộn, trước đó ta cảm thấy các ngươi có thể ứng phó được. Lâm Thủ Nhất một lần nữa nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn tiếp đón di dân Lô Thị tâm tư thâm trầm này. Vu Lộc đối với điều này không hề tức giận, nhưng thu lại ý cười, lần này ta đến, chính là muốn hỏi một vấn đề, nếu Trần Bình An ở nơi này, hắn sẽ làm như thế nào? Lý Hoè đột nhiên nhớ tới phong ba trên chiếc đò ngang sông Tú Hoa, thấp giọng nói, Trần Bình An trước tiên sẽ giảng đạo lý cho rõ. Lý Bảo Bình hào hứng hẳn lên, nói xong đạo lý, nếu đối phương vẫn nhìn như có vẻ phân rõ phải trái nhưng thật ra căn bản không phân rõ phải trái, tiểu sư thúc sẽ dùng nắm đấm giảng đạo lý. Lâm Thủ Nhất khóe miệng nhếch lên, giấu giếm thanh sắc. Vu Lộc ồ một tiếng, vậy ta đã hiểu rồi. Thiếu niên cao lớn cứ như vậy xoay người bỏ đi, vân đạm phong khinh. Tạ Tạ nhíu mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Vu Lộc đưa lưng về phía cô gái, khoát tay, tiêu sái rời đi, trên đường đến đây đều là Trần Bình An gác tới nửa đêm. Ta phụ trách gác sau nửa đêm, trước kia là như thế, về sau cũng nên là như thế. Lý Hoài có chút ngơ ngác. Lý Bảo Bình trừng mắt to, nhìn về phía Lâm Thủ Nhất, có khi nào Vu Lộc đi tìm Ngụy Quân Tử kia kiếm chuyện không? Lâm Thủ Nhất bán tín bán nghi nói, không đến mức đó chứ. Tạ Tạ buồn bực nói, nhưng ta thấy rất giống như là đi vạch lá tìm sâu. Lý Trường Anh thích đọc sách, cũng am hiểu đọc sách, chẳng những đã đọc qua sẽ không quên, hơn nữa có thể học một biết mười, là hạt giống đọc sách chân chính. Cho nên tàng thư lâu mới tinh của Thư viện Sơn Nhai là nơi hắn thích đến nhất. Thư lâu cũng không cấm đêm, đêm nay, Lý Trường Anh một mình cầm đuốc soi đêm đọc sách, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cười nói, ngươi là Vu Lộc hả? Tìm ta có việc sao? Vu Lộc hai tay nhét ở trong tay áo, thiếu niên cao lớn theo thói quen xoay người, cười tủm tỉm gật đầu, có. Lý Trường Anh Ngọc Thụ Lâm Phong mặc nho sam đứng lên, vẻ mặt mang ý cười, mời nói. Vu Lộc đưa một bàn tay ra khỏi tay áo, cao cao vứt cho Lý Trường Anh một chiếc túi to, đựng đầy bạc. Lý Trường Anh nghi hoặc nói, đây là... Lý Trường Anh đột nhiên thân thể rúc lại, như gặp đại địch. Chỉ thấy thiếu niên cao lớn mang đến cho người ta ấn tượng vẫn luôn nho nhã lễ độ hoàn toàn vô hại. Chậm rãi đi về phía trước, tươi cười sáng lạn, tiền cho người mua thuốc, nếu không đủ, vậy cho ta mượn trước nha. Chương 446, Tiên Sinh, có chuyện thì làm sao? 1. Lý Trường Anh nhìn thấy thiếu niên cao lớn đi về phía mình, tuy trong lòng dấy lên cảnh giác, trong cơ thể tự nhiên sinh ra một luồng khí hạo nhiên. Đầy trong hai tay áo, vị hiền nhân nho gia trẻ nhất đại tùy này vẫn nói với vẻ mặt không đổi. Ta biết ngươi và đám Lý Hoè là học trò đồng hương cùng Viễn Du tới đây, nếu ngươi là vì bất bình cho họ, được, nhưng có thể nói cho ra lẽ rồi hãy ra tay được không? Nếu ngươi thuyết phục được ta, ta sẽ không đánh trả, can tâm tình nguyện chấp người trước hai quyền. Nhưng Vu Lộc vẫn không dừng bước, gương mặt vẫn tươi cười, nhưng nói thêm mấy câu khiến Lý Trường Anh ngơ ngác, gác đêm khi cắp cháp đi du học. Thường là ta gác đoạn nửa phần sau, nên nói chuyện đạo lý, cứ để đó đi, sau này nếu có cơ hội, gặp được tiểu sư thúc của Lý Bảo Bình, tự đi mà hỏi hắn ta, đêm nay ta không nói mấy chuyện này. Chỉ còn cách có 5 bước chân, Vu Lộc lại tiến thêm một bước, bước chân dài thêm, đồng thời cười nói, bắt đầu đi, hãy cẩn thận, đừng có nhẹ tay mà để bị ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Tới lúc đó ta lại thêm nợ nần, phải mượn tiền kẻ đó. Muốn không trả thì phải là bạn bè rất thân thiết với hắn, ta thì lại chưa đủ tư cách. Lời nói vừa dứt thì Vu Lộc bước thêm bước nữa, Lý Trường Anh cảm thấy mặt đất có âm thanh nặng nề dội lại, do kình đạo chỉ hướng xuống mặt đất, chứ không hoàn toàn tản ra trên mặt đất, vì vậy hiển nhiên khí thế trên đài không kinh người, nhưng càng như vậy, Lý Trường Anh lại càng cảm thấy chột dạ. Bước này có thể nhìn ra sức vóc của thiếu niên cao to trước mặt, chắc chắn đây là một võ phu ít nhất cũng phải tứ cảnh rồi. Không thể xem thường. Tuy đang mải suy nghĩ, nhưng không hề cản trở Lý Trường Anh vận nội khí như hồng thủy vỡ đê, luyện khí sĩ dưỡng khí. Kết hợp luyện khí, với ưu thế là sinh ra đã có thiên bẩm nội gia quyền của võ đạo,
lại tu thân dưỡng khí nên trường thọ hơn võ nhân. Đặc biệt Lý Trường Anh từ nhỏ đã có một phúc duyên lớn, sau khi từ từ bộc lộ tài năng, đã nhanh chóng được một vị tông sư luyện khí sĩ đại tùy để mắt tới, truyền cho bí thuật trường sinh, cảnh giới một ngày tăng ngàn dặm, nay tuy chưa 20, nhưng đã là tu vi cảnh thứ 6 động phủ cảnh. Nếu nói Lâm Thủ Nhất trong thư viện Sơn Nhai cần thời gian để nghiệm chứng, vẫn là viên ngọc thô cần mài giũa, thì Lý Trường Anh chính là một bức tường ngọc đã được tạc thành hình, trong ngoài bóng loáng. Chênh lệch giữa luyện khí sĩ ngũ cảnh lục cảnh, cửu cảnh thập cảnh, giống như chênh lệch giữa võ phu tam tứ lục thất cảnh, đó là cả một lạch trời. Thấy Vu Lộc đầy sát khí tiến tới, Lý Trường Anh làm một thế tay ngầm, sau đó bình tĩnh lùi lại vài bước, hai ngón tay chắp lại đặt lên trước ngực giống như thế kiếm. Chỉ một thế tay đơn giản, sau khi Lý Trường Anh đưa ra, trong phút chốc, đã có vài phần tác phong của một tông sư, cho người ta cảm giác chính đại quang minh. Không chỉ như vậy, trong thư lâu, từng luồng khí mờ mờ mỏng manh, đột nhiên nổi lên, như cá gặp nước, điên cuồng đổ dồn vào Lý Trường Anh. Cảnh thứ 6 động phủ cảnh, tức là cửa động phủ đã mở, bắt đầu hấp thu linh khí từ trời đất, 365 khấu huyệt của cơ thể. Giống như 365 tòa động thiên phúc địa tự sinh ra, đây cũng là lý do vì sao cơ thể con người đứng đầu vạn linh. Tại sao yêu quái tinh mị thế gian đều gọt nhọn cái đầu để biến thành hình người, rồi mới tiếp tục tu hành? Nguyên nhân là đây. Ngoài thất khiếu mà mới sinh ra con người ai cũng có, nam tử chỉ cần mở thêm 9 khiếu huyệt là có thể chen chân lên một bậc cảnh giới. Nữ tử lại cần mở thêm 12 mới có thể tiến lên bậc mới. Rất nhiều nữ tu sĩ cảnh giới không quá cao, trung ngũ cảnh trở về sau tương đối ít. Chính là vì nhiều người bị kẹt ở đây, nhưng phúc họa song hành, nữ tử một khi mở nhiều khiếu huyệt ở cảnh giới này, thì lợi ích nhận được từ trung ngũ cảnh càng nhiều. Lý Trường Anh nhẹ nhàng nói, khởi trận. Cùng với sự lên tiếng của vị hiền nhân thư viện này, xung quanh người trẻ tuổi xuất hiện một chùm những thanh kiếm thủy tinh trong suốt không có chuôi xếp thành một vòng, cao thấp khác nhau. Hàng chục đạo kiếm khí xoay vòng, những thanh phong ba thước do linh khí của Lý Trường Anh ngưng tụ tạo thành, tuy chưa ngưng thành thực chất, nhưng đã uy nghiêm sừng sững, khiến người ta không khỏi e sợ. Vu Lộc ứng đối vừa đơn giản vừa bá đạo, quyền đi đường thẳng. Như thiết kỵ hãm trận, Lý Trường Anh chỉ cười, hai ngón tay trỏ vào Vu Lộc. Kiếm khí bá đáo trước thân nghiêng mình, định dùng mũi kiếm tấn công thiếu niên cao lớn. Vu Lộc trước đó thể hiện tu vi tứ cảnh đột nhiên tăng tốc độ, dẫm chân mạnh khiến mặt đất dưới chân nứt ra, một quyền phá không. Kiếm khí nhất thời vỡ vụn, ba đạo kiếm khí còn chưa kịp ra trận thị uy, đã bị Vu Lộc dùng ba quyền phá vỡ trong lúc thay đổi trận hình. Lý Trường Anh trong lòng thoảng thốt, di chuyển sang ngang vài bước, vẫn bình tĩnh như vậy. Trong khoảnh khắc di chuyển vẫn tràn đầy vẻ phong lưu tả ý của thư sinh nho gia, đồng thời kiếm khí tàn dư cũng đang dàn trận quanh thân. Vu Lộc làm một cú đá quét chân mà tới. Mọi kiếm khí đồng thời nổ ra bên trái Lý Trường Anh, không trung bắt đầu chuyển động, khiến cho tầm nhìn của Lý Trường Anh có chút nhòa đi, giống như ngắm nhìn một tấm gương đồng kém chất lượng của hộ nhà bình dân vậy. Lý Trường Anh bắt đầu nóng máu, Vu Lộc này tại sao lại muốn ra tay tàn nhẫn như vậy? Lý Trường Anh hừ một tiếng, xê dịch bước chân trong phạm vi nhỏ, trước khi cú đá chân tấn mãnh hung hãn quét tới giữa vai đã kịp thay đổi vị trí, tới chỗ trước đó Vu Lộc cất bước. Hai người đảo vị trí cho nhau, thân hình xoay chuyển một vòng trong không trung, Vu Lộc khí hải hạ xuống thấp, ngay lúc mũi chân vừa chạm đất thì phi lên phía trước như chuồn chuồn lướt nước, không hề phát ra âm thanh nào. Tốc độ nhanh quá sức tưởng tượng, đến mức Lý Trường Anh muốn hấp thu khí cơ của thiên địa cũng không được, đành phải tạm thời dùng linh khí tự sinh từ trong cơ thể. Không còn né tránh nữa, cũng không tiến không lui, hai quyền hướng về phía thiếu niên cao lớn, tuy là luyện khí sĩ, nhưng lúc này Lý Trường Anh khí thế hừng hực. Bất luận là khí thế sát phạt hay là thể khôi hùng hậu, hoàn toàn dồn hết sức vào một đòn vào võ phu thuần túy tứ ngũ cảnh trước mặt. Lý Trường Anh dùng thủ đoạn kiếm tu phòng ngự trước, rồi dùng thần thông xúc địa của đạo gia để di chuyển, ngay lúc đó dứt khoát dùng kỹ thuật binh gia nghênh địch chính diện, khiến người xem mở rộng tầm mắt. Lộ số bước đi, giống như là tập hợp mọi điểm mạnh của bách gia vào một người. Dã tâm quá lớn, chí hướng quá cao, hai quyền đối đầu chất phác không màu mè, nắm đấm đập mạnh vào nắm đấm, không trung nổ ra một âm thanh lớn. Vu Lộc vẫn bất động, Lý Trường Anh lại lùi xuống vài bước, hai cánh tay hạ xuống, sắc mặt hơi tái, gương mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Vu Lộc tiếp tục tiến lại gần, căn bản không hề nhìn thấy kết quả vừa gây ra.
trong thư lầu vang lên một tiếng thở dài già nua. Các bạn đang nghe truyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 447, tiên sinh có chuyện thì làm sao? 2. Trong thư lầu vang lên một tiếng thở dài già nua, ngay gần nơi hai người giao thủ, chỉ khoảng hơn 20 trượng, cách mấy cái giá sách, dưới chân một bức tường. Sau đó một đạo kiếm quang trắng như tuyết sáng lên, bạch quang ba thước lao vun vút tới, bao lấy một hàng giá sách. Sau khi tự bay trong lối đi, lại vòng lấy giá sách, vút ngang qua bên người Lý Trường Anh, lao tới Vu Lộc. Thiếu niên cao lớn không dừng bước chân, trong thời khắc hiểm nguy đã nghiêng cả người, tránh được thanh phi kiếm như cầu vồng trắng kia, tiếp tục xông lên với tư thế kỳ quái. Tiếng nói già nua kia có phần phẫn nộ, còn chưa dừng tay. Hồng quang ba thước ngang qua vai thiếu niên cao lớn chậm lại, nhưng không điều chuyển mũi kiếm, biến chuôi kiếm thành mũi kiếm và bay lùi lại. Dễ dàng thấy được, kiếm tu nhiều năm mai danh ẩn tích nấp ở chỗ tối kia biết được, dù lão có thần thông ngự kiếm nhàn thục như ý. Chỉ cần điều chuyển phi kiếm, chút thời gian trì hoãn này rất có thể sẽ bỏ lỡ chiến cơ, khiến hạt giống đọc sách của đại tùy kia sẽ bị thương. Cho nên lão đành bỏ qua cái gì phong phạm kiếm thuật, phi kiếm dùng tốc độ nhanh hơn bay tới lưng của thiếu niên cao lớn. Vu Lộc nhảy bật người lên, một chân dẫm vào giá sách ở bên tay trái, mượn thế xông lên, không chỉ tránh được phi kiếm đang tấn công từ phía sau, mà còn giáng một quyền xuống Lý Trường Anh. Sau khi kiếm tu kia quyết đoán xuất kiếm, Lý Trường Anh đã chuẩn bị kỹ về tinh thần. Trong lòng thầm niệm một câu từ kinh điển của Nho Gia Lễ Thánh, đúng lúc Vu Lộc dẫm chân lên giá sách, đây là tầng 1 của thư lâu. Rất nhiều giá sách đồng thời chấn động, bốn phương tám hướng, những ghi chép cổ thư có lời giáo huấn của thánh nhân đó, bay ra một chuỗi văn tự màu trắng. Phút chốc lao tới, văn tự có to có nhỏ, dạng chữ khải hoặc chữ triện hoặc chữ hành, đều đi tới trước người Lý Trường Anh. Cuối cùng biến thành một dòng chảy văn tự trước người Lý Trường Anh, từ từ chuyển động, dòng chảy tuy nhỏ, nhưng lại toát ra khí tức thần thánh hạo đại. Thiếu niên cao lớn đang rơi mạnh từ trên không xuống, sắc mặt thản nhiên, vẫn cứ hạ một quyền xuống. Lập tức ngắt đoạn dòng chảy, một quyền có thể chặn được dòng chảy, khiến cho mọi văn tự đều vỡ vụn. Vu Lộc một chân đạp vào bụng Lý Trường Anh, dù luận học thức hay là tu vi, Lý Trường Anh đều là người đứng đầu được học sinh toàn thư viện công nhận. Lại bị một cước đạp bay xa ra vài trượng, ngã ngoài ra lối đi giữa hai hàng giá sách, sau khi chạm đất vẫn còn trượt dài thêm hơn một thước, đủ để thấy một cước này mạnh tới đâu. Một ông lão mặc áo xám xuất hiện trước mặt Lý Trường Anh, phi kiếm lui lại mà không tấn công kia, dừng lại lơ lửng gần vai ông lão. Mũi kiếm chỉ vào hung thủ đứng đối diện, ông lão quỳ xuống, sắc mặt hoảng hốt, vội bắt mạch cho Lý Trường Anh, bị thương không hề nhẹ, may là chưa nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng hiền nhân trẻ tuổi nằm dưới đất không ngồi dậy nổi kia là nhân tài hậu bối mà trọng thần trung ương đại tùy phải đối đãi cẩn trọng, tương lai chắc chắn là trụ cột của đại tùy. Hắn ngẩng mặt lên nhìn thiếu niên cao lớn bằng ánh mắt phẫn nộ, còn trẻ tuổi, cớ sao lại tàn độc đến thế? Người có biết là, ông lão nhanh chóng dừng giáo huấn. Vì thiếu niên kia vẫn lừ lừ tiến tới, kể cả đã sát thương người ta, dù cho ông lão đã hiện thân, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vu Lộc run run cổ tay, ống tay áo hơi bay, giờ mới tiếp tục hai tay duỗi ra, rồi ung dung bước đi giữa hai hàng giá sách, cười nói, đạo lý gì? Khi mà Lý Hoè chưa tìm thấy con rối, Lý Bảo Bình phải nghe quá nhiều lời nhục mạ, kẻ nên xin lỗi, thì im thin thít đến rắm cũng không dám thả. Vu Lộc hơi dừng lại, nhìn như là bước chân chậm lại, thực chất đang kéo gần khoảng cách, chứ không phải nằm ở một câu nói nhẹ nhàng của Lý Trường Anh động phủ cảnh. Cái gọi là không muốn cố ý tranh giành, đương nhiên càng không phải ở thanh phi kiếm thong thả mà tới chậm một bước của lão tiền bối quan hải cảnh. Ông lão nghe mấy lời hỗn hào của thiếu niên kia, tức dựng cả tóc lên, vội vàng cho Lý Trường Anh một viên đan dược. Tức quá nhưng vẫn cười nói, được được, lão phu đợi ngươi lát nữa nằm bẹp xuống, thì còn có đạo lý gì để nói không? Vu Lộc cười tít mắt lại lắc đầu, ta thua rồi, đương nhiên sẽ không lý sự nửa lời. Tới lúc đó ắt có người tới nói đạo lý giúp ta, hừm, mà có thể sẽ tới muộn chút, ai kêu người đó hiện giờ đang không có ở đây. Đúng lúc ông lão đứng lên, thì phi kiếm kia cũng từ từ nâng lên, tiếp tục lơ lửng ở bên vai của kiếm tu chứ danh đại tùy. Nhưng ông lão dường như vẫn không yên tâm về Lý Trường Anh, cúi đầu nhìn hắn, đầy do dự lo lắng. Thiếu niên kia quyền pháp rất cổ quái,
Bề ngoài Lý Trường Anh nhìn có vẻ không bị thương tới căn cốt nguyên khí, cả ông lão cũng không cảm thấy bị thương nặng. Nhưng khi cho hắn uống đan dược phẩm tương cấp cao thì mới nhìn thấy huyền cơ, Lý Trường Anh vẫn chưa hề ổn định khí hải, ngược lại càng lúc càng có dấu hiệu không thể khống chế. Nước biển chảy ngược, hung hiểm chí cực. Luyện khí sĩ động phủ cảnh, tu thành gian nan, càng khó để củng cố thêm, vì một khi quyết định khai khiếu, thì có thể khiếu huyệt của cơ thể phải tiếp nhận linh khí từ bên ngoài, đồng thời cũng hình thành một loại nguy hiểm nước biển chảy ngược. Vì linh khí bên ngoài hấp thu vào, phải chọn lọc từ vô số khí cơ hỗn tạp của trời đất, khai khiếu rồi thì giống như sa trường trong thế giới thế tục. Bên thủ thành từ bỏ ưu thế đang có, chủ động mở cửa nghênh địch, rất dễ bị cường địch một kích đánh bại. Một khi xuất hiện nước biển chảy ngược, khiếu huyệt cơ thể và kinh mạch giống như thành trấn và đạo lộ, thâm hãm thủy tai, thổ địa hoang vô, từ đó thất bại hoàn toàn. Nên động phủ cảnh là ngạch cửa thực sự đầu tiên trên con đường tu hành, thậm chí còn khó hơn cả chen thân từ ngũ cảnh lên lục cảnh, rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ giã lộ, và luyện khí sĩ tiểu tông môn không có chỗ dựa, vì sợ sau khi động phủ thất bại, sẽ mất hết căn cốt thành tiên, nên ở mãi cảnh giới cuối cùng của hạ ngũ cảnh. Chuyện tu hành, trái với thiên đạo, nghịch lưu mà lên, đặc biệt là hai chữ nghịch lưu, đã diễn tả rõ ràng trắc trở khó khăn và vất vả của tu đạo. Ông lão là hỗ tòng thiếp thân bí mật mà Đại Tùy triều đình phái tới cho Lý Trường Anh sai sử. Lý Trường Anh bị tổn hại cảnh giới, ảnh hưởng xấu tới tiền trình đại đạo, lão ta là người đầu tiên gặp kiếp nạn. Vu Lộc cười hỏi, lão tiền bối có phải rất khó xử? Cứu Lý Trường Anh trước, hay là đánh bại ta? Ông lão tức anh ách, thiếu niên đặt câu hỏi thế kia, như đánh rắn bảy tấc, khiến ông lão đã quen với mưa gió càng muốn nổi giận. Giải thích câu đánh rắn bảy tấc. Bảy tấc chính là vị trí 1/7 chiều dài của con rắn tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn, được coi là điểm yếu chí tử của rắn. Ý câu này muốn nói đánh rắn phải đánh cho chết, nếu không sẽ bị hại ngược lại. Hết giải thích. Chương 448, tiên sinh có chuyện thì làm sao? A. À. Hắn là luyện khí sĩ quan hải cảnh và là một kiếm tu. Hai chữ quan hải là lấy từ ý ta đứng trên lầu nhìn trăm sông chảy vào biển, cũng tức là chảy vào lòng ta, thiên địa linh khí bắt đầu mở rộng kinh mạch nhân thể. Giống như dòng sông cuối cùng chảy về biển lớn, cũng giống như dân chúng nhân gian mở rộng dịch lộ quan đạo, linh khí dần ngưng tụ, thăng hoa, bắt đầu bồi dưỡng nhục thân, từ đó khiến tu sĩ kéo dài niên thọ. Luyện khí sĩ cảnh giới này thường thường có thể thọ tới hàng trăm tuổi. Kiếm tu quan hải cảnh, trong phạm vi của Bảo Bình Châu, đã được vinh dự gọi là kiếm đạo tông sư rồi. Ở Đại Tùy, dù là đại quan nơi triều đình như lục bộ thị lang, khi có chuyện rời khỏi kinh thành, cũng chưa chắc đã được bảo vệ bởi kiếm tu cảnh giới này. Lão ta hít sâu vào một hơi, ông lão hạ quyết tâm, phải tốc chiến tốc quyết, trong ba chiêu quyết định thắng thua. Nếu lão tiền bối không biết phải lựa chọn thế nào, ta giúp tiền bối lựa chọn là được chứ gì. Mà thiếu niên kia càng ngạo mạn hống hách hơn, vẫn giọng nói cười nhạo đấy, tiến thêm ba bước, thanh thế càng lúc càng kinh người, viên gạch nền thậm chí còn phát ra tiếng nứt. Ngươi không biết là có nên đánh hay không, Vu Lộc ta ép người không thể không đánh, cứ thẳng thắn như thế đi. Đồng tử của ông lão hơi thu lại, trong lòng dậy sóng, chỉ thấy thiếu niên kia cứ khí thế bất nhược. Càng lúc càng tiến lại gần, thân hồn hùng tráng, giống như anh linh sát thần nơi chiến trường cổ tọa trấn trong đó. Đến cả ông lão cũng phải lộ ra chút kinh hãi trên mặt. Võ phu lục cảnh, luyện khí sĩ thập ngũ cảnh, võ đạo cửu cảnh, luyện khí sĩ và võ phu thuần túy đồng cảnh chi tranh, ngoài hai loại kiếm tu và binh gia tu sĩ là biến thái quái thai trong số luyện khí sĩ. Nếu như loại bỏ một số pháp bảo nghịch thiên của luyện khí sĩ, thì thắng thua gần như không cần bàn cãi. Thậm chí võ phu thấp hơn một tầng có thể đánh trọng thương, thậm chí là đánh chết tươi luyện khí sĩ cao hơn một tầng cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng ông lão vẫn hết sức chấn kinh, tuy chưa tới mức lo sợ. Vì lão cũng là kiếm tu lão luyện tích lũy nhiều năm, là luyện khí sĩ quan hải cảnh cảnh thứ 7. Nếu như không còn đường lui, nhất định phải giết người, sẽ phải đối diện một võ nhân cảnh thứ 6. Lúc nãy mới chỉ là một chiêu. Thế nên ông lão mới lạnh nhạt cười nói, nếu ngươi muốn chết, ta còn ngại quy tắc của thư viện, không để ngươi chết thật, nhưng chỉ để lại cho người một nửa cái mạng, cũng không sao. Thiếu niên xông thẳng lên, giống như muốn liều mạng vậy. Ánh mắt đầy vẻ thích thú, trong lòng thầm nghĩ, ta xin người hãy lợi hại hơn. Bỏ quan đạo dịch lộ,
Trần Bình An đưa hai đứa trẻ cùng trèo đèo lội suối. Nói cho chính xác thì tiểu đồng áo xanh kia đã hiện ra chân thân khổng lồ hàng chục trượng. Cõng Trần Bình An vượt núi vượt biển, điều bất ngờ đáng mừng là Trần Bình An phát hiện trên cuộc sống của thủy xà cũng có thể luyện tập tẩu thung hám sơn phổ. Lúc mới bắt đầu thì lòng bàn chân hay trơn trượt, đi lại vẹo vọ, lâu dần dù thủy xà cố tình lắc mình Trần Bình An vẫn có thể luyện tập vững vàng. Nữ đồng váy hồng thì lại không có tư cách ngồi lên thủy xà, chỉ có thể vác thư tịch chạy bên cạnh, hô ứng với lão già là được. Ngày hôm nay Trần Bình An tìm một đỉnh núi nghỉ ngơi, ba người quây quần lại bên đống lửa, tiểu đồng áo xanh lại bắt đầu càm ràm, lão gia, người cũng có tuổi rồi, có muốn tìm mấy tiểu thiếp, nha hoàn thông phòng không? Trần Bình An hai tay để gần đống lửa, ngọn lửa bập bùng rọi lên gương mặt đen sạm của hắn, hắn lắc đầu nói, không muốn. Tiểu đồng áo xanh đưa tay lại gần đống lửa, thủy xà này nhón lấy một đốm lửa, sau đó dập từng tàn lửa, nói bằng cái giọng giòn tan như đậu vỡ, tại sao? Lão gia yên tâm, người ta không chỉ không nhận xính lễ, còn tình nguyện tự mang của hồi môn hậu hĩnh qua. Cuộc mua bán này, lão gia không động lòng sao? Trần Bình An cười nói, không động lòng. Tiểu đồng áo xanh như bị dội gáo nước lạnh, đập từng đốm lửa, rồi lại vơ lấy một que củi, rốt cuộc là vì sao chứ? Trần Bình An cười mà không nói gì. Tiểu đồng áo xanh tặc lưỡi nói, thì ra lão gia trong lòng đã có cô nương yêu thích rồi. Trần Bình An trợn mắt lên nhìn nó. Tiểu đồng áo xanh hạ giọng tỉ tê, lão gia thích cô nương, có gì xấu hổ đâu, lỡ như thích các lão gia mới khiến người ta phát hoảng. Hắn đột nhiên chừa bộ mặt kỳ quái, cố tình nhõng nhẽo, ỏng ẻo nói, lão gia thấy ta đây cũng mặt mũi sáng sủa. Trần Bình An thấy ngứa ngứa ra đầu, phẩy phẩy tay, ra hiệu lệnh rồi nói, biến đi. Tiểu đồng áo xanh vừa chạy ra rõ xa, vừa gắt gỏng với nữ đồng váy hồng, đồ ngốc, có mang theo phấn son hay không? Cho ta mượn chút. Trần Bình An dùng tay đỡ lấy cái đầu, những ngày này khó sống đây. Sau đó Trần Bình An lại giống như bình thường, tìm đến tiểu đồng áo xanh mài rũa võ đạo, mục đích rèn rũa thể phách. Đừng coi thường tiểu đồng áo xanh nói năng cử chỉ nhí nhắng, với võ đạo nhị cảnh như Trần Bình An thì là quá đủ rồi, dù là Trần Bình An có cảnh giới hơn hẳn một võ phu bình thường. Nhưng với giao long trời sinh có cơ thể rắn chắc mà nói, Trần Bình An đánh vào người tiểu đồng áo xanh mấy quyền, không hề có cảm giác gì, nhưng một quyền của nó. Chỉ cần đánh trúng Trần Bình An, sẽ không khác gì núi lở đất sập. Ban đầu tiểu đồng áo xanh không hề biết mà dùng hết sức, khiến Trần Bình An bị trúng một quyền văng đi rõ ra. Làm gãy một gốc cây to bằng bắp đùi, tiểu đồng áo xanh lúc đó còn tưởng bản thân chết chắc rồi, nhưng đến khi Trần Bình An hồi phục, thì vẫn tiếp tục ăn quyền của tiểu đồng áo xanh. Hôm nay Trần Bình An vừa mới khởi quyền thế, còn chưa thực sự xuất quyền, tiểu đồng áo xanh đã lăn khắp mặt đất, có thể một lúc lăn mấy chục vòng. Tiểu đồng áo xanh đứng dậy, phủi sạch bụi bám trên người, tán dương nói, lão gia có quyền cương thật mạnh, thật đáng sợ. Nữ đồng váy hồng ngồi ở đằng xa, nhìn mà ngạc nhiên há miệng ra. Nghe nói địa đầu xà đáy sống này tính tình thô bạo, suy nghĩ đơn giản, tu vi cao thâm, chứ đâu có nghe hắn là một tên không cần thể diện chứ. Trần Bình An đã quá quen với việc này, thở dài một hơi, rồi nói bộc bạch, đừng đùa nữa. Tiểu đồng áo xanh lập tức làm thế kim kê độc lập, hai, tay khua khua, miệng phát ra âm thanh chi chi cha cha kỳ quái. Trần Bình An tối sầm mặt, quay người ngồi về bên đống lửa. Tiểu đồng áo xanh vội vàng chạy như bay về ngồi cạnh hắn, cười gian tà nói, lão gia đừng tức giận, sau này ta nhất định sẽ chú ý. Trần Bình An xua tay nói, không liên quan tới ngươi, ta chỉ là nhớ ra một số chuyện, tâm trạng không được tốt. Tiểu đồng áo xanh ồ một tiếng, vậy đợi lão gia bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Vào lúc nửa đêm, tại thư viện Sơn Nhai, chân núi Đông Hoa Sơn, có một vị thiếu niên áo trắng bắt đầu từ từ đăng sơn, không ngừng thốt ra tiếng thở dài. Có giọng nói khàn khàn vang lên trên đầu hắn, ngươi tới đây làm gì? Thôi Sàm nói một cách hậm hực, tiên sinh nhà ta có chuyện, đệ tử chỉ phục mệnh đi làm thôi. Các bạn đang nghe chuyện kiếm lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 449, ta nhiều pháp bảo quá, 1. Một ông lão thân hình cao hơn lưng dắt một cây thước hồng mộc, đứng ở văn chính đường giữa lưng núi, nheo mắt nhìn xung quanh. Kể từ lần hoàng đế đích thân ngự giá thân lâm đến Đông Hoa Sơn,
nơi đây đã được loại trừ mọi mật thám gián điệp. Ngay cả một vị luyện khí sĩ thập cảnh cũng chỉ có thể ẩn nấp ở gần Đông Hoa Sơn, không được tùy tiện đặt chân đến thư viện. Đây là sự tôn trọng mà Đại Tùy dành cho thư viện Sơn Nhai, nói khác đi là sự tín nhiệm của Hoàng đế Đại Tùy dành cho lão phu tử Mao Tiểu Đông. Trong văn chính đường, Hương Hỏa đang tế bái ba vị thánh nhân mà mạch thư viện Sơn Nhai tôn phụng, ở giữa dĩ nhiên là Chí Tôn Tiên Sư, lão tổ tông mà mọi môn sinh nho gia cùng đảnh lễ cúng bái, sau đó chính là văn thánh trên tượng như cố ý ẩn đi thân phận, và sơn chủ thư viện đầu tiên Tề Tĩnh Xuân. Thiếu niên áo trắng trình văn điệp thông quan ở chân núi thư viện, đi một mạch tới đây, thò đầu vào trong đại đường quan sát một lượt. Sau đó đánh chết cũng không chịu vào trong rồi, đứng ngoài bậc cửa bên ngoài thở hổn hển nói, Mao Tiểu Đông, ngươi cố tình khiến ta ghê tởm, hay là muốn hãm hại ta? Hôm nay ngươi phải nói rõ một câu, nếu như ta không bằng lòng, thì sẽ cắp mông đi ngay, sau này sẽ không tới ngọn núi này làm phiền ngươi nữa. Mao Tiểu Đông do dự nhắm mắt lại, gương mặt đạm mạc, mở miệng nói, ngươi hoặc là đi vào kính hương, hoặc là nói rõ mọi chuyện ra, nếu không chỉ cần ta nhìn ngươi một cái, ta sẽ là cháu trai của ngươi. Thôi Sàm ngồi bệt lên bậc cửa, cho dù ngươi có muốn nhận làm cháu nội của ta, thì cũng phải xem ta có nhận đã không chứ. Chà chà, cũng không biết năm xưa là ai thò lò mũi xanh tới học ta đánh cờ, sau đó đánh cả vạn năm, cuối cùng dù được ta nhường hai nước, mà vẫn thua xanh cả mặt, hai tay run rẩy, cầm quân cờ còn không vững, lề mề cả trăm năm không dám hạ cờ. Mao Tiểu Đông điềm nhiên nói, cờ vây chỉ là chuyện vặt vãnh. Thôi Sàm cười châm chọc, dịch, chi vi số, tiểu số giã. Đánh cờ là một tài nghệ, nhưng chỉ là một tài nghề nhỏ thôi. Ây ra, ai mà không biết Mao Tiểu Đông ngươi trong đám đệ tử không thành tài kia, học vấn thì nát, nhưng là tôn sư trọng đạo. Đối đãi lão tú tài thân thiết còn hơn cha mình, sao lại có đạo lý tôn sùng thánh nhân đạo khác chứ? Đặc biệt vị thánh nhân này lại là đối thủ của lão tú tài, thế nào, người học ta cờ vây, giờ làm người cũng phải học ta hả? Mao Tiểu Đông nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần cười nhạt nói, ta còn lý lẽ méo mó với ngươi nửa câu, ta là con trai ngươi. Thôi Sàm đảo trong mắt một vòng, chuyến này ta tới Đông Hoa Sơn chính là vì không còn nhà để về, chỉ ở tạm mà thôi. Mao Tiểu Đông người giờ làm sơn chủ thư viện thân phận cao quý. Mở một mắt nhắm một mắt cho qua đi, không muốn thấy ta thì đừng nhìn, mắt không thấy tâm không phiền, ta cũng tiêu dao tự tại, ai cũng hoan hỉ. Mao Tiểu Đông cười lớn, với tính cách không có lợi không dậy sớm của ngươi, ta sợ chẳng được mấy bữa. Thư viện sẽ bị người làm loạn tới mức bị Đại Tùy dỡ bỏ, ngươi muốn nặng nhẹ với Đại Tùy, ta không cản, nhưng người đừng có mà gây chuyện ở Đông Hoa Sơn. Thư viện là thư viện, là nơi học hỏi đạo đức, không phải là nơi một mình Thôi Sàm ngươi có thể tùy tiện gây chuyện, bỏ mặc hậu quả rồi bỏ đi đâu. Thôi Sàm châu mày nói, ngươi không nhận được mật thư của ta, lá thư mà bên trong có một quân cờ. Mao Tiểu Đông gật đầu nói, có nhận được, nhưng chưa mở ra coi, thẳng tay quăng vô hỏa lư rồi, sau đó chạy đi rửa tay, nếu không ta không dám nhấc đũa ăn cơm mất. Câu này nói tuy khó nghe, nhưng Thôi Sàm không hề phiền não, đứng dậy đi tới gần ông lão cao lớn, cười nói danh mãnh, Tiểu Đông à, lần này ta tới thực sự không vì mục đích âm mưu gì cả, chỉ là muốn đọc sách, rảnh rỗi thì đi phơi nắng, cùng ngươi đánh cờ, tiện thể chăm sóc đám trẻ đến từ Ly Châu Động Thiên. Mao Tiểu Đông cười ha ha nói, tin ngươi, vậy ta thành tổ tông của ngươi rồi. Thôi Sàm lúc này có vẻ nản, trỏ tay vào cái mũi của hắn, làm tổ tông của ta thì sao? Chuyện xấu hả? Ngươi được lợi lộc nhiều hơn đấy chứ. Mao Tiểu Đông nhếch mép, nếu là tổ tông của ngươi, thì chắc sẽ tức tới mức quan tài không đóng nổi nắp mất. Thôi Sàm tức giận, Mao Tiểu Đông, ngươi nói tới đây là được rồi đó. Ông lão cao lớn nhắm mắt lắc đầu nói, vẫn chưa được. Thôi Sàm chỉ trỏ về phía Mao Tiểu Đông, muốn đánh nhau. Mao Tiểu Đông đột ngột mở to mắt ra, khí thế kinh người, như một vị nộ mục kim cang trong đền miếu, đánh nhau được thôi, trước đây ở Đại Ly, không đánh lại ngươi, còn bây giờ, ta nhường ngươi một bước. Thôi Sàm trợn tròn mắt lên, giờ ngươi là cháu nội của ta, cháu nội đánh ông nội có còn thể thống gì nữa không? Mao Tiểu Đông đưa tay ấn cây thước ở thắt lưng, sau khi đánh chết ngươi, thắp hương cho ngươi là được. Thôi Sàm nhanh chóng đưa một tay ra, dừng, lại dừng lại. Lão Tú Tài và Tề Tĩnh Xuân đều muốn ta nói câu này với ngươi, ngươi nghe rồi hãy nói. Mao Tiểu Đông nheo mắt, sát khí nặng nề toát ra quanh thân phút chốc biến mất nhanh như chớp mắt, cẩn thận đó là di ngôn của ngươi. Thôi Sàm chuyển lời lại.
Mao Tiểu Đông sau khi nghe được tiếng lòng, nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng còn chưa qua ngũ cảnh, đặc biệt là hai con ngươi của Thôi Sàm. Đôi mắt con người, sở dĩ được gọi là nơi tập trung linh khí, chính là vì nếu nói tâm cảnh như hồ, thì đôi mắt chính là mắt suối của giếng sâu, thân chính thì thần khí thanh, tâm tả thì nhãn thần đục. Nếu Mao Tiểu Đông ở trong thư viện Sơn Nhai cũ của Đại Ly gặp quốc sư Đại Ly Thôi Sàm, thì Mao Tiểu Đông căn bản không cần thêm một hành động thừa. Vì cảnh giới hai người rõ rành rành như vậy, sự khác biệt như vũng bùn dưới đất và đám mây trên cao. Để hắn nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra được kết quả gì. Nhưng thay hình thế điên đảo, đổi thành Mao Tiểu Đông hắn tu vi cao ưu thế vượt trội, đương nhiên là có chỗ để dùng rồi. Quan trọng họ từng cùng thuộc một dòng văn mạch thánh nhân, nếu so sánh sẽ càng thêm rõ nét. Mao Tiểu Đông thu tầm nhìn lại, sải bước lớn rời đi. Thôi Sàm cười hỏi, ngươi đi đâu thế? Không nói chuyện nữa sao? Mao Tiểu Đông hừ một tiếng, phải mau mau đi rửa mắt, không thì bị mù mất. Thôi Sàm lấy tay kéo kéo vạt áo, cười hi hi nói cái bộ dạng vỏ bọc thiếu niên này của ta, đúng là khuynh quốc khuynh thành. Mao Tiểu Đông dừng chân, quay người lại định động thủ đánh người, dù gì ông lão cũng muốn đánh chết tên khốn nạn khi sư diệt tổ này đã không phải 10 năm 20 năm rồi. Trong tay áo Thôi Sàm lóe lên một vạt ánh sáng màu vàng, xúc thế đợi phát, hắn chấn kinh nói, ngươi thực sự muốn động thủ đánh người sao? Thánh nhân Nho gia chúng ta dùng đức cảm hóa người khác, quân tử dùng lý phục người, tuy nói Mao Tiểu Đông ngươi bị sư môn liên lụy, đến bây giờ cũng chỉ là hiền nhân, nhưng hiền nhân cũng làm gì có chuyện nói sắn tay áo lên là đánh nhau đâu. Mao Tiểu Đông bước lớn bỏ đi. Chương 450, ta nhiều pháp bảo quá, 2. Thôi Sàm vội bước theo, hai tay chắp đằng sau, phong thái phóng khoáng phi phàm, bám giết nói không ngừng nghỉ, bọn Lý Bảo Bình theo học ở đây thế nào? Có khiến thư viện tan nát gà bay chó nhảy không? Mao Tiểu Đông nói chẳng vui vẻ gì, có. Thôi Sàm mặt xa sầm, không phải là có người muốn giết gà dọa khỉ chớ. Mao Tiểu Đông cười lạnh nói, ta còn tưởng quốc sư ngươi giở trò ném đá giấu tay, âm mưu ly gián quan hệ giữa Đại Tùy và thư viện. Để hoàng đế Đại Tùy không thể xuống đài, cắt đứt hoàn toàn hương hỏa văn mạch của thư viện Sơn Nhai chứ. Thôi Sàm có chút bối rối, giơ tay lên gãi gãi đầu, cười trừ nói, các lão gia kinh thành có thể làm ra chuyện đó, chứ ta thì không biết. Bây giờ ta lúc nào cũng đắn đo, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, cải chính quy tà. À không đúng, cải tà quy chính từ lâu, lắm rồi. Mao Tiểu Đông thở dài, ngẩng đầu nhìn về đình nghỉ mát trên đỉnh Đông Hoa Sơn, giọng nói không nặng nề, nhưng ngữ khí kiên định, Thôi Sàm, nếu ngươi dám làm chuyện tổn hại tới thư viện, một lần thôi, ta sẽ ra tay giết ngươi. Thôi Sàm tuyệt nhiên không để trong lòng, tùy ngươi thôi, ngươi thấy vui là được. Trước tiên ngươi hãy coi rốt cuộc là chuyện gì đã. Nay ta thảm hơn ngươi, không dám giấu gì ngươi, thiên hạ này làm gì còn ai thảm hơn ta. Tiểu Đông ngươi lúc nào tâm trạng không tốt, ta có thể kể cho mà nghe, đảm bảo ngươi sẽ vui lên ngay. Có điều, nhớ mang theo vài bình rượu, hoàng đế Đại Tùy là người không nhỏ mọn, chắc chắn sẽ thưởng cho không ít rượu ngon. Mao Tiểu Đông dùng ánh mắt cổ quái nhìn nghiêng thiếu niên áo trắng, lắc đầu, tiếp tục tiến lên, sau đó nói sơ lược về tình hình thư viện. Đặc biệt là trận chiến thư lâu cuối cùng, Vu Lộc một mình đối chiến hai người, kết quả hai bên đều bại, đều bị thương, ba người, một hiền nhân trẻ tuổi động phủ cảnh, một lão kiếm tu quan hải cảnh, một thiếu niên cao lớn võ phu lục cảnh, lúc đến thì đi thẳng vào, đến cuối cùng tất cả đều nằm ngang mà đi ra. Lần này, dù là phó sơn chủ Mao Tiểu Đông cũng không ngăn được tin tức lớn cỡ đó. Đêm đó Đại Tùy lễ bộ thượng thư mặc công phục và một điêu tự trong cung mặc mãng y đỏ tươi, lại thêm tu sĩ thập cảnh gần đây mai phục ở gần Đông Hoa Sơn, ba người nhanh chóng lên núi. Chỉ có điều khi Mao Tiểu Đông đối mặt ba người, chỉ nói chuyện này lão tự biết giải thích với Đại Tùy hoàng đế. Còn những người khác, dù có là phiên vương hay là thượng thư, đều không có tư cách khua chân múa tay với thư viện này. Thật ra ba người họ không hề có ý lên núi khởi binh vấn tội, nhưng Mao Tiểu Đông có thái độ không hề niềm nở, cứng nhắc tới cùng, khiến ba người vấp phải cái đinh to đùng. Luyện khí sĩ thập cảnh kia định động thủ tại chỗ, may thay có lễ bộ thiên quan ngăn lại, cùng nhau tức tốc xuống núi, vào cung diện thánh. Trong đám người xuống núi còn có thêm hai người là lão kiếm tu và Lý Trường Anh, lúc đó đã có thể đi lại, nhưng khí sắc không ổn, như bệnh nặng chưa lành. Mao Tiểu Đông cuối cùng hỏi, ngươi lấy thân phận gì mà ở lại đây?
Thôi Sàm không chần chừ mà nói, nếu ngươi đã xem mật tín của ta, sẽ biết thân phận của hai người Vu Lộc và Tạ Tạ, ngươi có thể tiết lộ một người. Ví dụ như Tạ Linh Việt đến từ môn phái lớn nhất trên núi của Vương Triều Lô Thị, ta dùng thân phận trưởng bối sư môn của ả là được, nếu là Vu Lộc. Vậy thì ta chính là một trong những người trong cửa ẩn giật của Hoàng Cung Lô Thị. Yên tâm, hai thân phận này ta đều đã chuẩn bị từ trước rồi, không lọt chút sơ hở. Mao Tiểu Đông vẫn không thấy yên tâm lắm, lo lắng bồn chồn hỏi, điệp báo của Đại Tùy, không kém gì Đại Ly. Huống hồ Đại Tùy và Vương Triều Lô Thị xưa nay qua lại tốt. Thôi Sàm chỉ nói một câu mà lão giá cao lớn không nói thêm. Nữa, ta là ai? Khoảng cách giữa hai người, Mao Tiểu Đông oán hận đã lâu không khỏi mắng mỏ. Ngươi là ai? Ngươi là con trai ta. Thôi Sàm thở dài một tiếng, rồi cười ha ha nói, kìa. Mao Tiểu Đông sững người, tức giận nghiến răng lại, đứng thẳng người né lẹ. Thôi Sàm gào lên, vậy mấy đứa nhỏ đó giờ ở đâu thế? Cha nói một tiếng đi nào. Đêm khuya tĩnh mịch, không ai trả lời. Thôi Sàm lườm nguýt, ta sẽ tự mình đi gõ cửa từng nhà từng hộ, ai sợ ai chứ. Trong văn chính đường, Mao Tiểu Đông đi đi lại lại, đứng ở dưới đường, sau khi kính xong ba nén hương, thương cảm nói, tiên sinh, sư huynh, tại sao lại như thế này, dù nghĩ như thế nào ta vẫn không hiểu. Ta biết bất luận thế nào, đều không thể bì được với hai người làm như vậy, ắt sẽ có suy tính của hai người, nhưng... Ông lão cao lớn nói tới đây, gương mặt từng trải thoáng có vết nước mắt, đau khổ bi ai, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy không vui. Thôi Sàm đương nhiên sẽ không ngu ngốc gì mà gõ từng cửa vào, nhón chân lên, lướt qua đỉnh một học xá, quan sát xung quanh, nhìn thấy mấy chỗ vẫn còn sáng đèn. Liền đi lại gần, hắn nhón gót chân bò lên cửa sổ, chưa nhìn thấy mặt, đã nghe thấy tiếng nước xào xào. Thôi Sàm từ từ xé tờ giấy dán cửa, quả nhiên nhìn thấy cảnh mỹ nữ tắm bồn. Chỉ tiếc là mỹ nhân này thân hình khó lọt mắt quá, sau khi Thôi Sàm cảm thấy tổn thương mắt chó của hắn, thiếu nữ trong thùng nước đứng dậy hét lớn lên. Thôi Sàm còn chưa đi, hắn đứng một chỗ cằn nhằn, làm gì vậy, ta mới là người bị thiệt được chưa? Uỳnh một tiếng, cửa sổ ướt sũng nước, thì ra là có người hất nước vào. Thôi Sàm đã trao mày bỏ đi, lẩm bẩm, đau cả mắt. Phía sau là tiếng gào thét càng lúc càng lớn, học xá gần đấy càng nhiều bóng đèn sáng lên. Thôi Sàm lục tìm trong trí nhớ, đi tìm từng học xá, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm. Rất trùng hợp, Lý Hoè, Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, bốn người đều ở đó. Vu Lộc nghiêng người nằm trên giường, tuy sắc mặt hơi trắng, nhưng tinh thần rất ổn. Lý Hoè ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn đôi giày cỏ trên chân mình, nghĩ ngợi lung tung. Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất ngồi đối diện bên bàn, ai đọc sách người nấy. Thôi Sàm đẩy cửa đi vào, cười lớn nói, có vui không? Quá bất ngờ phải không? Lý Bảo Bình hơi sững người một lúc, sau đó mừng ra mặt nói, tiểu sư thúc đâu? Thôi Sàm bước qua bậc cửa, dùng chân móc cửa, đóng rầm cửa lại, ngồi trên ghế giữa Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất, nói cợt nhả, tiên sinh không tới, chỉ có mình ta đơn độc tới thôi. Lý Bảo Bình đứng dậy chạy ra cửa, mở cửa ngóng ra ngoài hồi lâu, không nhìn thấy bóng dáng tiểu sư thúc, lúc này mới chịu ngồi xuống chỗ cũ, nằm oài ra bàn ủ rũ. Lâm Thủ Nhất đặt cuốn Vân Thượng Lang Lang Thư xuống, cẩn thận đánh dấu trang, ôm vào lòng, định nói gì lại thôi. Thôi Sàm tự rót cho bản thân một chén trà, một hơi uống sạch, xua tay nói, ta đã biết hết rồi. Hắn cười nói với Lâm Thủ Nhất, gọi Tạ Tạ qua đây, nói công tử nhà cô ta cần người bưng trà rót nước. Lâm Thủ Nhất do dự một lát, Thôi Sàm cho mày nói, làm gì vậy, ngươi thầm thích Tạ Tạ, sợ ta bắt cô ta đi mất sao? Là ta mù mắt hay ngươi mù mắt hả? Lâm Thủ Nhất đành phải đứng dậy, rời học xá đi gọi Tạ Tạ. Các bạn vừa nghe xong tập 45 của bộ truyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.